Trong một bài đăng mới đây trên tờ Nikkei, Nhật Bản, cho biết các hãng xe điện giá rẻ Trung Quốc đang đổ xô vào Việt Nam với mục tiêu tái tạo tốc độ thâm nhập nhanh chóng, như đã đạt được tại các thị trường như Thái Lan và Brazil. Xe điện từ Trung Quốc được đánh giá là số một thế giới, nhưng chúng đã gặp phải kỳ phùng địch thủ VinFast khi định lấn sân nhà của thương hiệu Việt Nam. Xe điện Trung Quốc đổ xô vào Việt Nam. Sau Bắc Kinh, Guling, Hải Mã hay Havan thì các hãng xe từ Trung Quốc khác như BYD, Aion cũng có kế hoạch mở bán tại thị trường Việt Nam thời gian tới. Hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc, BYD dự kiến sẽ giới thiệu ở thị trường Việt Nam 6 sản phẩm bao gồm BYD Atto 3, BYD Dolphin, BYD Seal, BYD Han, BYD Tang và BYD Song. Theo tiết lộ từ hãng, giai đoạn đầu sẽ đưa về Việt Nam 3 mẫu là BYD Atto 3, Seal và Dolphin, dự kiến ra mắt vào cuối quý 2 năm nay. Trong đó, BYD Atto 3 là mẫu xe thuộc phân khúc SUV cỡ B+. Vì thế có thể cạnh tranh với cả VinFast VF6 ở phân khúc hạng B và VinFast VF7 ở phân khúc hạng C. Một hãng xe khác của Trung Quốc là Aion, công ty con của tập đoàn ô tô Quảng Châu GAC Group, một trong năm thương hiệu ô tô lớn nhất tại thị trường Trung Quốc. Hiện thương hiệu này đã lên kế hoạch ra mắt thị trường Việt Nam nhưng vẫn chưa công bố thời gian chính thức. Tuy vậy, một showroom Aion tại thành phố Hồ Chí Minh đã trưng bày hai mẫu xe Aion E+ nằm trong phân khúc xe gầm cao hạng C, cạnh tranh với VinFast VF7 và mẫu xe thứ hai ra mắt thị trường Việt là Aion S 2025. Sau Guling Mini EV, Guling Bingo là mẫu xe tiếp theo được hãng xe Trung Quốc đưa về Việt Nam, sẽ cạnh tranh trong phân khúc ô tô điện đô thị hạng A, nơi VinFast VF5 đang là cái tên nổi bật. Mẫu xe mới của Guling có thể được mở bán tại Việt Nam vào khoảng tháng 6 hoặc tháng 7 năm 2024. Theo nguồn tin từ đại lý xe Guling, TMT Motors, đối tác của liên doanh xe Trung Quốc SGMV kép tại thị trường Việt Nam cũng sẽ sớm đưa về nước mẫu xe cỡ nhỏ giá rẻ báo Jun EP. Dự kiến mẫu xe này sẽ được ra mắt trong khoảng tháng 7 năm nay. Sự mở rộng thị trường của các ông lớn xe điện Trung Quốc tại Việt Nam diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden quyết định áp mức thuế 100% với xe điện từ Trung Quốc. Chính quyền Tổng thống Joe Biden cho rằng xe điện Made in China phải chịu mức thuế gấp 4 lần hiện tại để bù đắp các hoạt động và trợ cấp không công bằng của Trung Quốc. Dù thống trị tại nhiều thị trường nhưng các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc đang phải đối mặt với những thách thức rõ rệt ở Việt Nam. Thứ nhất, VinFast, nhà sản xuất xe điện nội địa của Việt Nam đang chiếm phần lớn thị phần xe điện trong nước. Thứ hai, bộ phận người dân địa phương chưa thực sự mặn mà với các mặt hàng có xuất xứ từ Trung Quốc. Tuy vậy, đại diện nhà nhập khẩu và phân phối Cavivu của Hải Mã, ông Đinh Quốc Đạt cho biết nếu đến các phòng trưng bày, khách hàng Việt Nam sẽ đều ngạc nhiên về chất lượng, công nghệ và giá cả của các mẫu xe điện Trung Quốc. Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, VAMA, cho biết thị phần xe điện Việt Nam đã tăng 10% trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2023. Hầu hết các dòng xe đến tay khách hàng đều từ thương hiệu VinFast. Theo báo cáo kinh doanh của VinFast, năm 2023, hãng đã bàn giao tổng cộng 34.855 xe điện. Lời thách đố gai góc từ VinFast. Ô tô điện tại Việt Nam hiện chỉ mới ở giai đoạn mở đầu và mọi thứ vẫn còn quá mới mẻ. Bên cạnh trở ngại từ tâm lý người dùng, những vấn đề liên quan đến chất lượng xe thì hạn chế về hạ tầng trạm sạc cho xe điện chính là rào cản lớn nhất đối với các hãng xe Trung Quốc. Theo ông Đàm Hoàng Phúc, Giám đốc chương trình đào tạo kỹ thuật ô tô tại Đại học Bách khoa Hà Nội, VinFast đã tạo ra một rào cản mà các đối thủ Trung Quốc phải vượt qua, mạng lưới sạc duy nhất tại Việt Nam. Nếu xe điện Trung Quốc muốn đến Việt Nam, đây là vấn đề chính mà họ phải giải quyết. Họ phải xây dựng các trạm sạc hoặc chia sẻ với các hãng khác, ông Đàm Hoàng Phúc nói. Chuyên gia Việt Nam cũng nói thêm rằng, các hãng xe Trung Quốc cũng cần một mạng lưới các phòng trưng bày và cơ khí lớn hơn. Thông tin trên báo điện tử VTC News đăng ngày 20 tháng 3 năm 2024 với mục tiêu việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ. VinFast đã bố trí 150.000 cổng sạc phủ khắp 63 tỉnh thành cả nước. Đây là con số đáng ngưỡng mộ nếu so sánh với 8.700 cổng sạc của Thái Lan, 3.600 cổng sạc của Singapore hay thậm chí 120.000 cổng sạc của Hà Lan hoặc 84.000 cổng sạc của Pháp. Ấn tượng hơn nếu tính theo tỷ lệ dân số, số lượng trạm sạc tại Việt Nam đang đạt mức trung bình với 15 cổng sạc đáp ứng cho 10.000 người. Con số này gấp 5 lần tỷ lệ ở Mỹ với 3 cổng sạc cho 10.000 người. Chính điều này đã giúp Việt Nam trở thành quốc gia có hệ thống trạm sạc xe điện thuộc hàng đầu thế giới.
Chia sẻ với tờ VN Express, đại diện VinFast cho biết, với hệ thống trạm sạc dày đặc, khoảng cách tối đa giữa các trạm sạc trong nội thành là khoảng 3,5 km và 65 km trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và cao tốc thì người dùng sẽ rất thuận tiện khi sử dụng xe điện của hãng. Ngoài ra, vào ngày 18 tháng 3 vừa qua, Chủ tịch tập đoàn Vingroup, đồng thời là nhà sáng lập VinFast, ông Phạm Nhật Vượng cũng công bố thành lập công ty phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green. Tại thị trường Việt Nam, V-Green sẽ chịu trách nhiệm vận hành, quản lý hệ thống trạm sạc sẵn có của VinFast, đồng thời đầu tư thêm 10.000 tỷ đồng trong vòng 2 năm tới để xây mới và nâng cấp, hoàn thiện hệ thống. Ngoài ra, các chuyên gia cho rằng, các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc muốn đứng vững tại thị trường Việt Nam, thì không chỉ cạnh tranh với VinFast mà còn cần hợp tác với chính đối thủ và các công ty Việt Nam khác như Grexinco, đối tác liên doanh của nhà máy Chery. Gotion, đối tác cung cấp pin và đầu tư cho VinFast, cũng đang có kế hoạch xây dựng một nhà máy tại Việt Nam. Bằng cách tận dụng các mối quan hệ đối tác với Trung Quốc và vượt qua những rào cản cả trong nước và quốc tế, Việt Nam có tiềm năng để vượt xa các nước láng giềng ASEAN trong cuộc đua xe xanh, HSBC đánh giá trong báo cáo mới đây. HSBC cũng đánh giá Việt Nam sẽ tập trung nhiều hơn vào việc đảm bảo toàn bộ chuỗi cung ứng xe điện, kết hợp tăng cường hợp tác với các công ty Trung Quốc. Điều này cũng có thể thúc đẩy khả năng hội nhập sản xuất lớn hơn với Thái Lan. Ngân hàng HSBC đưa ra dự báo doanh số bán xe điện 2 bánh và 4 bánh hàng năm của Việt Nam sẽ đạt 2,5 triệu chiếc vào năm 2036. Việt Nam cũng có cơ hội trở thành thị trường xe điện 2 bánh lớn nhất thế giới sau Trung Quốc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để tìm hiểu thêm những thông tin khác liên quan tới các vấn đề về thị trường, kinh tế, doanh nghiệp, mời quý vị truy cập vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.kinhtechungkhoan.vn để theo dõi. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Tòa Soạn có thêm động lực sản xuất nhiều video hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!